thể đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, cúng ông công ông táo là một phong tục truyền thống lâu đời của người Việt trong dịp lễ Tết Nguyên đán để tạ lễ năm cũ và cầu chúc cho năm mới ấm no và hạnh phúc. Tuy nhiên, rất nhiều gia chủ vẫn chưa biết rõ ý nghĩa của ngày này, dẫn đến phạm sai lầm nghiêm trọng. Đặc biệt, các chuyên gia phong thủy tiết lộ năm 2023, gia chủ cúng ông công ông táo vào đúng giờ này, giờ hoàng đạo này, gia chủ cả đời giàu sang, sung sướng, may mắn ngập tràn. Vậy cúng ông công ông táo năm 2023 vào giờ hoàng đạo nào? Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ý nghĩa ngày ông công ông táo, vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của gia chủ. Ngọc Hoàng sẽ căn cứ vào đó để định đoạt, có thể khen thưởng hoặc của phạt gia chủ. Không những định đoạt cát hung, phước đức cho gia đình, phước đức từ những việc làm đúng theo đạo lý của gia chủ và những người trong nhà, các vị táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Ngoài ra, theo học phái Lão Tử, ông công là một vị thần coi trọng việc thiện ác của từng gia đình để cuối năm tâu lên Ngọc Hoàng. Người dân thành kính, phụng thờ, tin tưởng thần lực của các vị táo quân. Họ thường nghĩ đến táo quân khi trong nhà có việc không suôn sẻ. Thường ngày táo quân ghi lại những công, tội, tốt, xấu của mọi người để đến ngày về trời báo cáo với Ngọc Hoàng, làm cơ sở để thưởng cho cái tốt và phạt cái xấu. Vì vậy, để được táo quân phù trợ, người ta thường làm lễ tiễn đưa ông táo về chầu trời rất trọng thể. Ông công ông táo năm 2023 vào ngày giờ hoàng đạo nào? Ngày ông công ông táo năm 2023 sẽ rơi vào ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày âm lịch là ngày 23 tháng chạp năm 2022. Theo lịch vạn niên năm 2023, ngày 23 tháng chạp năm 2022 là ngày nhâm thân, tháng quý sửu, tiết tiểu hàn. Giờ hoàng đạo ngày 23 tháng chạp năm 2022, tí 23 giờ đến 0 giờ 59, sửu 1 giờ đến 2 giờ 59, thìn 7 giờ đến 8 giờ 59. Tị 9 giờ đến 10 giờ 59, Mùi 13 giờ đến 14 giờ 59. Lưu ý giờ ngọ ngày 23 tháng chạp là giờ mà táo quân đã có mặt trên thiên đình để báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc tốt xấu của gia chủ. Vì vậy, dù có vướng bận chuyện gì, các gia đình cũng cần hoàn thành nghi lễ ông công ông táo về chầu trời trước giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 23 tháng chạp. Lễ vật cúng táo quân năm 2022. Lễ vật cúng ông công ông táo truyền thống chung nhất thường gồm mũ ông công 3 cỗ hay 3 chiếc, 2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông táo thì có 2 cánh chuồn, mũ táo bà thì không có cánh chuồn. Màu sắc áo mũ của ông công ông táo thay đổi theo ngũ hành. Cụ thể, các năm hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ dùng các màu lần lượt là vàng, trắng, xanh, đỏ, đen. Những đồ mũ áo hia bằng giấy này sẽ được đốt đi sau khi lễ cúng táo quân cùng với 7 vị cũ, sau đó 7 vị mới được lập. Cá chép tượng trưng cho phương tiện di chuyển của ông công ông táo, bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc cá chép thật đều được. Thường ở miền Bắc, người ta còn cúng một con cá chép sống thả trong chậu nước, ngụ ý cá chép hóa rồng, nhưng tại Nam Bộ thường dùng cá chép giấy nhiều hơn. Người miền Trung thường cúng một con ngựa bằng giấy với yên cương đầy đủ. Nhiều gia đình có trẻ con, người ta cúng táo quân một con gà luộc. Gà luộc này phải là thuộc gà cồ mới tập gáy, tức gà mới lớn, để ngụ ý nhờ táo quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực, thông minh và sinh khí hiên ngang như con gà cồ vậy. Những đồ vàng mã, mũ, áo hia và một số vàng thoi bằng giấy sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông táo ngày 23 tháng chạp cùng với 7 vị cũ, sau đó người ta lập 7 vị mới cho táo quân. Quý vị thân mến, bên cạnh lễ vật mâm cỗ cúng ông công ông táo không cần quá cầu kỳ mà phải thể hiện được sự trang trọng, chu đáo và tấm lòng đối với các vị thần cai quản đất đai và thần cai quản nhà bếp. Trong đó các gia chủ có thể làm cỗ chay hoặc lễ cúng mặn tùy theo phong tục và tập quán mà mỗi nơi có một sự chuẩn bị mâm cỗ khác nhau. Vậy chuẩn bị mâm cỗ cúng ông công ông táo là như thế nào chuẩn xác nhất? Chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mâm cúng ông công ông táo. Tùy theo khả năng từng gia đình, ngoài cá chép còn sống hoặc bằng giấy, các gia đình có thể cúng mâm cỗ chay hoặc mâm cỗ mặn để tiễn táo quân. Với các gia đình cúng chay thuần khiết, mâm cỗ cúng có thể gồm các món canh thập cẩm rau củ hoặc canh măng chay, nem rau củ, đậu phụ sốt, nấm tứ xuyên, giò chay, chả chay,
chạo chay, nấm, xôi, chè, nộm, xào thập cẩm, rau củ. Với những gia đình cúng chay, 2 năm lại đây, thị trường xuất hiện các loại bánh trôi cá chép, bánh được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, màu đỏ của gấc xay, màu cam của cà rốt, màu vàng của tinh bột nghệ, màu đen của tinh bột than tre. Bánh trôi cá chép này sẽ là một lựa chọn hay cho các gia đình muốn cúng chay. Đơn giản hơn nữa, có thể chuẩn bị mâm cỗ cúng chay theo trường phái trí tuệ. Theo đó, mâm cỗ cúng ông công ông táo chỉ gồm một mâm ngũ quả, 3 bát chè, 1 đĩa xôi, hoa tươi, nước, nến đỏ và 3 ông cá chép sống. Những người theo trường phái này không dâng cúng và đốt ngũ, tiền vàng là cá chép giấy. Khi thắp hương xong, gia chủ sẽ mang cá thả ra sông. Với các gia đình muốn cúng mặn, mâm cỗ cúng ông công ông táo bao gồm 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, gà luộc hoặc 1 khổ thịt vai gánh luộc, 1 bát canh, 1 đĩa xào, 1 đĩa giò, 1 đĩa xôi gấc, 1 đĩa hoa quả, 1 ấm trà sen, 3 chén rượu, quả cau, lá trầu, 1 lọ hoa, 1 tập giấy tiền vàng mã. Cụ thể, thịt lợn luộc, đây là món quan trọng nhất dùng để dâng cúng táo quân. Thịt lợn luộc dùng để sắp mâm cỗ cúng táo quân nên là thịt vai hoặc gáy. Khi thắp hương, miếng thịt cần để nguyên, tuyệt đối không được thái miếng. Một món canh, canh là món không thể thiếu trong mâm cúng ông công ông táo. Món canh thường được các gia đình nấu để dâng cúng là canh măng, canh khoai hoặc canh mọc. Một món xào có rau, một món rau xào cúng giúp mâm cỗ cúng ông táo thêm đủ đầy. Tuy nhiên vì dùng để cúng nên không được cho tỏi khi xào nấu. Một đĩa muối, muối là thứ tượng trưng cho sự may mắn và trong mâm cơm để cúng ông táo cũng không thể thiếu một đĩa muối. Hãy chuẩn bị một đĩa muối tinh đặt lên mâm để cúng. Những lưu ý khi cúng ông táo bạn nên biết, mặc dù cúng ông táo không còn xa lạ, tuy nhiên phần lễ cũng cần phải cử hành trang nghiêm và tuân thủ đầy đủ các bước. Dưới đây là một vài lưu ý khi cúng ông táo nhất định bạn nên biết. Nghi lễ phải được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Ngày 23 tháng Chạp âm lịch, lau dọn bàn thờ sạch sẽ, đồ thờ cần được rửa sạch, bày biện ngay ngắn, thay nước trong cốc cẩn thận. Bàn thờ ở bếp được xem như là nơi ngự của ông công ông táo, còn mâm cúng thì theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương và Mai Văn Sinh cho biết. Trong lễ cúng ông công ông táo, nếu nhà bạn có bàn thờ táo quân thì thắp hương ở bàn thờ này, còn nếu có bàn thờ táo quân riêng thì phải lắp ở bàn thờ thần linh hoặc gia tiên chứ không nên cúng lễ ở trên bếp. Vì từ xưa đến nay, bàn thờ luôn được coi là anten để giao tiếp giữa hai thế giới âm dương, giữa người trần thế và thần linh. Khi cúng phải để lửa trong bếp cháy rực, mâm cỗ đầy huề, có như vậy gia chủ mới ấm no sung túc. Người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc ba con cá chép sống thả trong chậu nước, cũng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem thả ở sông Hồ Ao, nghĩa là phóng sinh để đưa ông táo về trời. Sau khi nửa tuần hương đã cháy hết, gia chủ mang lễ vật cúng tiền vàng, áo mũ hài đi hóa và mang cá chép đi thả. Không nên thả ở những hồ nước bẩn, ao tù. Khi cúng, gia chủ không nên cầu xin sung túc hay phú quý cho gia đình mà chỉ táo bẩm báo về điều tốt, giảm bớt nói điều không hay. Quý vị thân mến, trên đây là một vài lưu ý khi cúng ông công ông táo ngày 23 tháng Chạp. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý vị có được sự chuẩn bị, thực hiện nghi lễ suôn sẻ và đầy đủ nhất. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video của chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.